Tòa tháp căn hộ cao cấp tại trung tâm quận Thanh Xuân đã chính thức mở bán, đặc biệt là sẽ bàn giao nhà vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. Những ai đang có tầm tài chính khoảng 6 đến 7 tỷ và muốn tìm căn hộ rộng rãi tại trung tâm thủ đô thì đây là dự án dành cho bạn. Tòa tháp Hanico Complex nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương Sầm Uất, kết nối 3 tuyến đường vành đai huyết mạch và trong tương lai là tuyến metro số 11 nối thẳng ra vành đai 4. Với tiến độ thi công thần tốc, pháp lý vững vàng, thiết kế tối ưu công năng sử dụng và đặc biệt là cốt giá vô cùng hợp lý, trên dưới 6 tỷ cho căn 2 ngủ và trên dưới 7 tỷ cho căn 3 ngủ, 228 căn hộ cao cấp nơi đây sẽ mang tới sự an tâm rất lớn cho các chủ nhân và là cơ hội đầu tư an toàn sinh lời đột phá khi nội đô đang rất khan hiếm nguồn cung căn hộ mới chất lượng và sẽ tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới trong 3 năm tới. Quỹ hàng đẹp tại dự án đang cực kỳ khan hiếm và không phải ai cũng có thể lấy được cho quý khách hàng. Để chọn những căn đẹp cùng giải pháp mua nhà toàn diện cho dự án Hanico Complex, quý khách hàng hãy kết nối ngay với Hoàng Đạo nhé.